Và chiếc điện thoại này là một trong những chiếc điện thoại đẳng cấp nhất hiện nay. Khi chúng ta đã nghe được âm thanh của chiếc điện thoại Beto chính hãng này rồi thì rất là thích, và nghe lại âm thanh khác sẽ không cảm giác sướng bằng của Beto chính hãng nha. Đồ cao cấp, đồ chính hãng bao giờ cũng vậy. Không những sản phẩm chất lượng đỉnh cao mà những cái đi kèm như là hộp, giấy, những cái chi tiết để mà hỗ trợ cho sản phẩm này cũng phải là đẳng cấp cao cấp. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách hàng đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân xin phép được giới thiệu đến với tất cả quý khách một siêu phẩm điện thoại. Vâng, đây là một siêu phẩm điện thoại Vertu. Và là chiếc điện thoại Vertu gì? Xin mời camera đi cận cảnh giùm anh nha. Wow, đây là một chiếc điện thoại Vertu cảm ứng. Chiếc điện thoại này hiện tại đang hot nhất hiện nay. Và chiếc điện thoại này là một trong những chiếc điện thoại đẳng cấp nhất hiện nay. Và nó rất là tuyệt vời. Đây là chiếc điện thoại Vertu Atterby Big Gold điểm vàng chính hãng của hãng Vertu, một trong những hãng điện thoại đình đám nhất về độ sang trọng, xa hoa và lộng lẫy. Đây, camera ơi, đi chi tiết giùm anh. Bộ nhớ của chiếc điện thoại này là 128GB. Và giới thiệu về điện thoại Atterby, đây là chiếc điện thoại nè, kiểu máy Atterby phiên bản 8.1. Nguyên phần màn hình này là phần Sophia nguyên khối. Phần đây, phía sau này là tất cả phần da này là da B của hãng. Và tất cả phần vàng này là phần vàng 18A750 của hãng Vertu. Và Kỳ Lan sẽ hướng dẫn cách sử dụng nha. Ở chính diện điện thoại chúng ta sẽ nhìn thấy giao diện như thế này. Và bên hông sẽ có một cái nút Ruby, là bằng đá Ruby nè. Và phía dưới đây là nút công tắc nguồn, nút nguồn. Thì chúng ta sẽ nhấn giữ vào đây. Mẹo này nhấn nút nguồn trong 10 giây để tắt điện thoại và tiếp tục nhấn nút. Ví dụ như muốn tắt luôn không cần nhấn vào chữ tắt nguồn thì chúng ta giữ cỡ 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Điện thoại sẽ tự tắt. Và cổng sạc này là cổng sạc Type-C. Cổng sạc mới nhất hiện nay, mà cổng sạc này là cổng sạc thông dụng quốc tế rồi. Sắp tới là hầu như tất cả thiết bị đều sử dụng cổng sạc Type-C này để mà tiện cho việc sạc pin cho tất cả những thiết bị điện tử. Rồi sau khi tắt nguồn thì Kỳ Lân xin phép được khởi động lại. Nhấn vào bên nút nguồn này, giữ tầm 3 giây, điện thoại rung lên và hiện lên biểu tượng của Vertu. Chiếc điện thoại này sử dụng hệ điều hành Android. Và bên hông thì có hai nút, này là nút âm lượng lớn nhỏ. Và hiện tại ngoài thị trường thì có rất nhiều chiếc điện thoại Vertu họ thay vàng. Đây là chiếc điện thoại Vertu nguyên hãng, chính hãng, nguyên bản new 100%. Mới 100% nhập trực tiếp từ hãng, từ đơn vị Kỳ Lân Luxury. Và cách lấy sim, tháo sim chiếc điện thoại này vô cùng độc đáo. Thay vì một chiếc điện thoại Samsung, thay vì một chiếc điện thoại iPhone thì chúng ta phải dùng cây chọn sim để chọn vào. Thì đối với dòng điện thoại Atterby này, chúng ta chỉ việc là ở sau lưng này nó có ba cái G này nè. Mình sẽ chọn G giữa. Và ví dụ như Kỳ Lân muốn mở cái nắp bên có chữ Vertu này thì Kỳ Lân chỉ việc là gạt, nhấn đẩy qua hướng bên kia, tức là hướng đối xứng đó. Đó là sẽ bung này ra. Và nếu Kỳ Lân muốn mở cái nắp này thì Kỳ Lân sẽ gạt, nhấn vô cái hướng, cái cục này nè, nhấn ngược lại là hướng đối xứng lại, sẽ bung ra hai cái cánh như vậy, rất là dễ thương. Và bên trong có hai cái, một bên là sim 1, một bên là sim 2. Và đóng lại thì chỉ việc là ở đây có cái G nè. Ở đây có cái G, ở bên đây có G. Và trong này là cái đây là thông số nè, modem Atterby IMEI 1, IMEI 2. Rồi ở bên đây nó có hai cái ngàm, mình nhấn vào kêu có drop là xong. Nhấn vào drop là xong. Kêu tập đồ hãng phải như vậy. Rồi nút này là cái nút gì? Chắc chắn rằng mình sẽ thắc mắc, cũng là nút gì đúng không? Cái nút Ruby nè. Xin lắp đặt Vertu Lite dưới My Vertu để kích hoạt Vertu. Lúc này hiện tại mình cũng ít dùng đến nên Kỳ Lân cũng không đi sâu vào nha. Một cái điều đặc biệt rất hay mà Kỳ Lân rất thú vị là ở trên biểu tượng màn hình sẽ có cái logo,
biểu tượng của cái đồng hồ đó, hình tròn rất dễ thương, một cái chữ Vetu. Rồi bây giờ cái điều mà Kỳ Lăng thích nhất, và không phải Kỳ Lăng mà tất cả quý khách hàng, tất cả quý khách đều thích, đó chính là âm thanh. Khi chúng ta đã nghe được âm thanh của chiếc điện thoại Vetu chính hãng này rồi thì rất là thích, và nghe lại âm thanh khác sẽ không cảm giác sướng bằng của Vetu chính hãng nha. Rất to, rất to, rất trong, rất trong. Rồi thử Kỳ Lăng gọi thêm một cái nha. 0901247247. Chiếc điện thoại có 2 SIM, và 2 SIM đều là Vinaphone. Tùy vào mobile Viettel, Vinaphone gì thì hay mạng gì ở Việt Nam có hoặc là quốc tế có. Tại vì chiếc điện thoại này là bản quốc tế nên là chúng ta có thể dùng SIM quốc tế, tất cả SIM đều được, và chúng ta hãy gọi. Đây, khách hàng lưu sẵn tên. Đây là chiếc điện thoại new mới vừa active, khách từ active, và khách hàng lưu tên luôn, Kỳ Lăng Vetu. Rồi, Kỳ Lăng sẽ gọi lại nha. Kỳ Lăng sẽ gọi lại. Hey. Alo, 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 alo. Alo. Alo, alo. Alo, 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 1 2 3. Âm thanh tuyệt vời. Và khi khách hàng mua chiếc điện thoại Vetu ATP Mid Gold điểm vàng chính hãng tại Kỳ Lăng Luxury thì có đặt thêm 2 cái bao da chính hãng luôn. Bao da cũng vậy, một cái màu nâu, một cái màu đen. Thì bao da chính hãng cũng vậy, cũng có thẻ Vetu, thẻ chính hãng. Và cả hai đều là bao da chính hãng. Khách hàng không chịu xài bao da ngoài. Đây, hai cái đều có thẻ chính hãng. Đồ cao cấp, đồ chính hãng bao giờ cũng vậy. Không những sản phẩm chất lượng đỉnh cao mà những cái đi kèm như là hộp, giấy, những cái chi tiết để mà hỗ trợ cho sản phẩm này cũng phải là đẳng cấp, cao cấp. Và sau khi chúng ta rờ sản phẩm chính hãng, rồi cái da tôi cảm giác rất là thích so với những cái da bình thường ở ngoài khác. Rồi rất là mềm mại và rất là phê. Ở bên trong thì cả cái bọc này để mà giữ chống mất form, biến dạng form cho sản phẩm cũng làm rất là tỉ mỉ. Xốp xong rồi giấy, rồi dán keo rất là... Những đây là những chi tiết hãng thường làm. Rồi bên trong cũng phải có miếng giấy lót để mà chống làm hư da. Và đặc biệt bao da màu đen này thì ở bên ngoài là da B hãng, rồi bên trong là da sweat của hãng luôn. Và bên trong này lót da bất nhung rất là dày để mà bảo vệ điện thoại không bị trầy xước. Này là dạng ví cầm tay, bên này bỏ được thẻ căn cước công dân và tiền. Bên này bỏ điện thoại. Đối với màu nâu này cũng vậy. Bên trong là da sweat và rất là mềm mại. Khách hàng mua hai bao da để mà sơ cua. Khi mà mình thích thì mình dùng bao da này, không thích dùng bao da kia để mình thay đổi phong cách. Rồi, bây giờ mình đi chi tiết vào bên trong phụ kiện gồm những gì. Đây là những cái chi tiết mà những cái máy hàng thường có nè. Đây, những máy mới lột những cái siêu này ra nè. Củ sạc này nhỏ nhưng mà là sạc nhanh, có 3 dòng nha. 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A. Và củ sạc này to, rất là hầm hố của hãng nè. Đây là một dòng là 5V 3A, một dòng là 9V 2.66A, một dòng là 12V 2A. Sạc cũng rất là nhanh, siêu nhanh luôn. Hãng họ rất là kỹ, mỗi sản phẩm, mỗi chi tiết, những phụ kiện đều có những cái túi nhung như vậy để mà đựng.
Đây là cọng dây sạc của chính hãng, cọng dây đầu cũng Type C. Rồi bên trong này thì có sách vở và thẻ chính hãng bên trong này. Đây là thẻ của máy điện thoại. Đây là thẻ chính hãng của máy. Và kèm theo là một cái khăn để lau máy điện thoại, khăn Vertu. Sau đó đây là cái ngăn để mà đựng điện thoại nè. Cái điện thoại này khách hàng mới vừa ti luôn nha, vừa khích cái điện thoại luôn. Rồi vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Chị Lan trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lan Luxury. Chị Lan chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Và hãy ủng hộ Kỳ Lan bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc là quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục sản phẩm, những sản phẩm của Kỳ Lan Luxury cập nhật thường xuyên nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.